con dành tình thương từ nhà hảo tâm á, cũng như là mạnh thường quân đến gia đình đó bà. Thì con nói là con có một chuyện mà hơi buồn buồn một chút xíu. Tức là trong những ngày qua khi mà tụi con đăng tải cái video trên trên mạng xã hội cũng như là trên trang fanpage hoặc là YouTube á, nói chung là bị cản trở một cái một cái luồng thông tin nội bộ từ trong gia đình của mình, làm ảnh hưởng đến việc mình... con kêu gọi rất là nhiều. Đó, đáng lý ra là bà nhận được cái số tiền và nhiều và thật nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà những cái thông tin trong nội bộ của mình tung ra trên cái những cái bài con đăng á làm ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng mà con không có đề cập thẳng đến được. Nghe bà nha. Cũng rất là mong khi mà cái người đó trong nội bộ khi mà xem được cái chương trình này á thì hãy nhìn nhận lại bản thân của mình. Làm điều đó có đúng hay chưa? Con chỉ nói như thế. Mong muốn gì không? Bà có muốn gì? Hiện giờ nè, bà có mong muốn gì? Muốn gì thì mấy ông nhà nước thì cho cái gì tôi hưởng cái nấy chứ không có biết đòi gì. Thì cho thì ăn, còn không cho thì cũng tự mặn mình tự ăn. Nha. Thì bây giờ em mời cả nhà cùng em đi vào phía bên trong. Trước hết là thăm thắp cho anh Long một nén hương. Bên cạnh đó thì cũng hỏi thăm coi cái tình hình, cái cuộc sống bây giờ của gia đình như thế nào cả nhà. Người bà đây. Chào bà nha. Rồi, bà thương bà quá. Thắp để con thắp nén hương nha bà. Cô bé bị bệnh hay sao bà? Con cài này nha bà ha. Nó hơi nóng nóng nghiêm vậy đó. À là bé cũng tối qua nè. Con cài này cái nói chuyện cho lớn lớn xíu nha bà ha. Thế là muốn kêu nó thì thôi cho bé nghỉ đi. Chế nó kêu cho bé nghỉ đi bà. Rồi sao giờ mấy hôm nay rồi bà ăn uống gì được không bà? Cũng ăn bữa ăn cũng được chén cơm hơn chén. Được hơn chén. Vì một phần của con trai là anh Long đó là xong chưa vậy bà nội? Làm xong chưa? Mộ của anh Long á. Rồi hết rồi, dựng mũi rồi á. À, xong hết rồi. Rồi sao mấy nay bà ngủ nghe gì được không? Cũng ngủ cũng được, đầu hôm vô ngủ được một lát. Thấy bà thương quá cả nhà. Thấy thương bà quá. Sao luôn hết. Phải vì nghèo phải chịu cực khổ chứ vậy. Chứ người ta đâu có cực khổ. Mình nghèo phải quơ quạo đi kiếm nuôi cháu. Trời ơi. Hàng ngày là ngoại nuôi bé Hậu. Bé Hậu rồi Trân mà. Hồi đó tôi nuôi không à. Dạ. Con thấy cuộc sống gia đình của bà đó rất là khó khăn luôn đó. Khi mà anh Long mất rồi á thì bà cũng như là ông á thì cũng quá là lớn tuổi rồi. Còn cháu Hậu nữa. Thì sau này á bà một tay gánh vác để nuôi cháu Hậu.
Thì bà cũng đâu có... Thì cũng bên ngoại nó cũng nuôi tiếp, mẹ nó là gửi về nuôi. Dạ, vậy cũng dạ. Nghe cũng mừng cho bà, dạ. Một phần nào đó gánh nặng. Tại vì nghe gì nó nói, nó nữa là nuôi tiếp. À, tức là một dạ. Quá với bà. Dạ. Thì chứ mấy bữa nay là khi mà anh Long mất đi như vậy đó. Dạ. Rồi con nghe nói là ngoại vẫn sẽ tiếp tục đi hái rau để đi bán, để kiếm tiền. Thì hồi đó đi dữ lắm, từ ngày nó chết tới giờ tôi không có đi. Ngoại lớn tuổi thì ngoại có bệnh gì không? Có đau nhức gì không? Cũng đi cũng bình thường, đây ra chợ rồi chợ lộ bộ gì ở đây. À, đi bộ. Sáng là 5 giờ mấy gần 6 giờ thì đi ra chợ. Ra chợ bà con cô bác người ta lấy hết cái gì về bán bữa 60, 50. À, bữa nào 3-4 bữa mới có đi một bữa. Dạ. Con nghe nói là ngoại bị bệnh xỉn nữa đúng không? Dạ có. Bị lâu năm chưa bà? Cũng lâu lâu vậy, cũng khò khè rồi mua thuốc uống vô thì nó hạ xuống. Mấy bên này bà còn nhớ con không? Hả? Mấy bên này bà còn nhớ anh Long không? Nhớ chứ. Tại vì chung gia đình mà không nhớ sao được. Hằng ngày thì gặp con, còn giờ là không có gặp nên bà cũng buồn. Cũng thấy cái hình nó cũng thấy cũng không dám dồn. Sao vậy? Sợ dành là nhớ ha. Nhớ. Dạ. Dồn nhớ. Nhớ cái hồi trong lúc mình vậy đó. Dạ. Rồi không có nói được tiếng nào với con. Rồi. Mà con cũng không nói được tiếng nào với mẹ. Trời ơi. Giờ chỉ nhìn thôi. Nhìn nhau mà thôi. Chứ ngoại con thấy ngoại mạnh mẽ lắm đó. Chứ người khác thấy cái cảnh đó người ta xỉu mất rồi. Dạ. Yeah. Chứ bữa mà xảy ra sự việc chắc bà cũng đứng hình rồi. Đứng hình. Giờ bà giống như vẫn còn ám ảnh. Cái khoảnh khắc đó làm cho bà giống như... Cũng trời Phật cũng cho mạnh giỏi đi tới đi lui. Dạ. Yeah. Chứ theo người ta ai cũng nói là cỡ tôi là đi hết nổi rồi. À, tôi lội ra chợ, lội về, lội ra, lội về. Dạ. Đi hoài hả? Miễn hồ đi là đi lội bộ, hừng sáng rồi đi ra tới chợ rồi. Ra ngoài cái người ta mua rồi cái gì về. Từ nhà lội đồ bộ ra tới chợ? Đi tới chợ luôn. Con nghe mấy anh hàng xóm nói đó là đi ra tới chợ đó, mất 3 cây số lần đó. Dạ. Tuổi này rồi đi bộ 3 cây số. Dạ. Đi về là 6 cây. Dạ. Mà mỗi lần đi về chỉ kiếm được có 50-60 ngàn thôi. Ờ. Cô chưa tính là cái công cán đi rồi, hai năm. Cũng như bà con người ta giúp đỡ đó, người mua 10 ngàn, 5 ngàn. Là tức là người ta cho thêm đó bà? Không, ta mua mình bán cũng đủ vậy ra. À, tức là bán cái một bọc vậy 10 ngàn, 10 ngàn bà con lấy nhiêu lấy vậy. Vậy hả? Dạ. Đọt lan, rau muồng bơi, rồi nhãn lòng ta mua nhiều lắm. Dạ. Có bán được nhiều lắm mà điều giờ không có. Dạ. Nó chết rồi hết rồi. Thay là mấy cái giá đó bán mau lắm. Dạ. Mà không có. Có rau. Khó kiếm. Khó kiếm. Kiếm chằng ai. Tính khi nào bắt đầu khai trương đi hải rau đi bán được. Không biết nữa. Đi nổi là cũng đi à. Thương bà quá. Đi nổi là cũng đi à. Chứ không ở nhà đâu. Ở nhà cũng hoàn cảnh cũng thấy cũng buồn. Đi ra buôn bán gì mà vui. Dạ. Bà nói lại một lần nữa cho bà con biết là bà năm nay bao nhiêu rồi. Hả? Bà nói một lần nữa cho bà tôi con. Tôi tức nè. Là bao nhiêu rồi bà? Là 78, gần 80 rồi, còn năm nữa 80 rồi. 80. Gần 80 tuổi rồi đó. Ừ, gần 80 tuổi rồi. Mẹ là cái tuổi này là bà nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi mà không có nghỉ được, mừng buồn đó. Quấn lúa nè, cấy lúa nè. Mình tuổi này sao mà giỏi cấy nữa, cấy nữa, biết sao này à. Cấy gọi làm mình nên à. Trời con ơi. Cháu thì nó đi mần hết rồi, mình ở nhà mình phải chịu. Dạ. Làm bữa mớ cũng rồi. Dạ. Ừ. Đây, ông ở đâu bà? Hả? Ông đâu rồi? Ông tôi hả? Dạ, đâu bà, ông thấy?
Ông đâu ổng ít ổng có mặt. Ông năm nay gần 110 ổng hồi đó tới giờ ổng không có cực, ổng không có mặt gì. Có mình ơn tôi trong ngoài nên tôi. Trời quá. Dạ. Hồi nhà nước cho cái nhà tới giờ tôi tự tạo tôi mừng, tôi sống này sống kia sống nọ, hồi đó đâu có gì đâu. Được cái ly quăng đó. Dạ. Ly quăng mà bằng cây cọng, dán cọng vậy đó. Dạ. Rồi con cái súng ngủ nhau vậy. Dạ. Rồi ngày qua ngày cũng thẳng đi giăng lưới. Rồi có cá đi, rồi đi bán một tay ấm con. Dạ. Một tay xách cái xô. Rồi đi ra chợ lộ gì. Hồi đó đi cái đường bên Bào Lớn á, chú ơi lội ổ kẹt, thằng Thanh tôi hồi đó nhỏ xíu à, đâu chừng 4-5 tuổi đâu dám bỏ nhà. Dạ. Dạ, không có ai giữ đó, ổng thì là ổng đâu có coi được. Dạ. Thành ra một tay tôi không. Dạ. Trong ngoài một tay tôi không. Dạ. Rồi bây giờ, ổng bây giờ nói vụ mà ngăn, ổng có biết là buồn luôn, cũng không biết luôn. Dạ. Mà không biết xịt thuốc luôn. Dạ. Tôi năm nay là tôi nghĩ là 3 năm rồi không có xịt thuốc. Dạ. Chứ hồi đó tôi về đây tôi mừng cuộn là tôi xịt không. Dạ. Tay tôi không à. Xịt thuốc. Rồi mừng đủ á. Bà giỏi quá. Bệnh đó, tới giỏi vậy mà chú thấy giỏi vậy mà còn có khi muốn học nữa. Có không khi còn đủ tiền để sống nha. Dạ. Bà nói thương không? Muốn học. Phải. Dạ. Rồi mua cái giường này là đâu mấy triệu, 4 triệu. Yeah. Mua cái giường hồi ban đầu cái mua triệu. Yeah. Trả được 3 triệu rồi sao trả được 2 triệu nữa. Tức là trả góp, mua cái giường trả góp. Dạ. Trả trước 3 triệu ở ngoài chợ nè, ra chợ rồi cho nó vô nó gáp cho mình luôn. Dạ. Ngoại ơi. Bây giờ đó thì con ngoài mời ngoại đứng lên ha. Rồi bà cháu mình á đi ra ngoài, tại con thấy ông đang ngồi ở ngoài á. Rồi trò chuyện với ông một tí luôn, cũng chẳng tiện như là thấy bác ngồi ở ngoài luôn đó. Rồi trò chuyện với bác một tí luôn. Cái ông mập mập đó là con của ông đó. Vậy ha. Trước rồi mình mời bà đi nha. Dạ. Mời bà ra ngoài phía ngoài. Gặp ông đâu rồi, ông vô nhà. Con đi vô chổng kêu ông nội nha. Khi mà thắp nhang cho anh Long xong thì cũng sẵn tiện gặp bà đó thì rồi bây giờ bà. Vô nhà mẹ. Ê, ông nè. Ông lưng ông khung vậy đó. Ông đi ngay ông. Đi còn mạnh đó phải. Ông cũng đi còn mạnh mà điều ông bệnh nhiều hơn tôi. Ông năm nay là nhiều tuổi rồi bà? Ông gần 100 rồi. Đợi ngồi đi ông, đợi ngồi đi. Đợi ngồi bên đó. Ngồi qua đây nè. Ai cũng có mấy cũ rồi. Nè, lấy ghế đây nè. Ngồi ghế đá, ngồi ghế đá. Mời ông với bà ngồi ghế đá. Bị lãng tại ha. Vô trong đó kìa. Vô đây ngồi. Ngồi ghế đá nè. Ông với bà thấy thương quá quý vị. Không, cái gió gì lắm. Đây, nhìn hình ảnh ông bà nè quý vị. Bà hôm nay là như là 78-79 rồi bà ông bà. 78-79 ông thì ngoài gần 100 tuổi rồi. Còn ông gần 100 rồi. 2 năm nữa là 100 rồi. Ông thương quá trời luôn á. Ông lãng tai. Ông bị lãng tai. Ông lãng tai nói lớn ông mới nghe. Ông khỏe không ông? Ông khỏe không? Mệt. Thôi là không mệt. Ông khỏe không kia ông mệt. Đi nãy giờ đi vòng vòng. Sau này là hai ông bà sẽ nương tựa với nhau mà sống đó. Bên cạnh đó là có cháu hậu nữa. Đó, còn có cháu hậu ở nhà cũng phụ hỷ được. Ngày xưa anh Long còn sống thì anh Long là trụ cột chính trong gia đình, gánh vác gia đình. Giờ anh mất đi rồi thì bà là như là trụ cột rồi đó. Phụ hỷ với người cháu với ông. Phải không bà? Dạ phải. Thấy bà thương quá. Giờ bà có mong muốn gì không? Bà có mong muốn gì? Hiện giờ nè bà có mong muốn gì? Muốn gì thì mấy ông nhà nước thì cho cái gì tôi hưởng cái nấy chứ không có biết. Đòi gì
Thì cho thì ăn, còn không cho thì cũng tự mặn tự ăn. Bà nói chung bà không có mong muốn gì hết trơn á, có gì bà nhận đấy. Thương quá. Giờ bằng tuổi này rồi, tuổi xế chiều rồi. Hôm nay tụi con sao? Bà sao bà nói sao bà? Sống ngày nào nên ngày nấy chứ biết làm sao mình được như hồi đó nữa. Cái bà thương quá. Hôm nay có Mạnh Thường Quân xuống thăm gia đình mình á, chút xíu nữa là đến rồi đó bà. Bà có vui không? Vui. Vui ha. Chúc tụi con cũng đang đến đây cũng như là đang đón Mạnh Thường Quân đến để thăm gia đình. Chúc mấy mình. Ông lại giúp đỡ gia đình tôi cũng cảm ơn nhiều. Bên cạnh trước khi mà Mạnh Thường Quân tới đó, tụi con cũng có một ít quà cho bà. Bà vui không? Vui ha. Vui đi, Vui gửi cho bà trước. Gửi cho bà trước. Cầm máy dùm hai xíu được không em trai? Con ngồi với bà một xíu được không? Dạ được. Ngồi bà con nhớ bà ngoại con quá. Con nhớ bà ngoại con quá. Ngày xưa mà bà ngoại con còn sống cũng từng tuổi này luôn đó. Kính thưa quý vị, thì trong những ngày qua đó, Huy cũng nhận được một ít tấm lòng của nhà hảo tâm khi mà Huy đăng tải cái chương trình đăng lên kênh fanpage cũng như là YouTube. Nói chung là thấy hoàn cảnh của bà con ai cũng rất là thương. Nhưng mà con cũng buồn một chút xíu. Thực sự con cảm thấy rất là buồn trong những ngày qua đó. Khi mà con đăng tải câu chuyện này lên á, thì nó cũng gặp một ít khó khăn á. Nhưng mà cái khó khăn đó thì con nói sao? Sẵn tiện thì con công bố danh sách của Mạnh Thường Quân trước cho bà cũng như là quý khán giả được nắm luôn. Trước hết thì cho Huy công bố danh sách nha. Nhà hảo tâm đã giúp đỡ ông bà cũng như là câu chuyện của anh Long. Thứ nhất là chị Nguyễn Thanh Trúc ủng hộ gia đình với số tiền là 200.000. Chị Thạch Thị Mỹ gửi cho ông bà là 200. Anh Nguyễn Quang Đòn 100.000. Anh Dương Tấn Phong 50.000. Fanpage của chị Nguyễn Trần Phương Thúy 500.000. Cháu nữ là 200.000. Tổng cộng số tiền mà con nhận được là 1.250.000. Nha bà ha. Thì con gửi cho bà luôn. Vậy là cảm ơn mấy bà, cô, mấy chú giúp đỡ cho tôi cũng cảm ơn nhiều. 1.200.000, 250.000 bà ha. 1, 2, 3, 4, 5, 1.000.000. 1.250.000. Con làm tròn 1.500.000 cho bà luôn. Được không bà? Vậy là giúp đỡ cho tôi nhiêu tôi cũng mừng. 1.250.000. Con làm tròn bà là 1.500.000 luôn bà ha. Dạ bà điểm lại giùm con 1.500.000. Đếm đủ cho tôi nhiêu tôi cảm ơn nhiều vậy. Như đây là bằng mấy tháng lương bà đi hái rau. Đi hái rau phải không? Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn mấy chú mấy cô giúp đỡ cho tôi nha. Thương bà quá. Trước hết thì tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Bên cạnh đó ngày hôm nay thì bên bạn Badina đó thì cũng có tấm lòng của nhà hảo tâm á. Badina cũng Quy ngồi ha, để Quân thì Quy Phước thì cũng mới vừa trao cho bà một món quà từ quý Mạnh Thường Quân. Tuy nó không có nhiều nhưng là cũng là một tấm lòng của các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó thì qua kênh Badina thì cũng có nhận được một số tiền từ quý Mạnh Thường Quân. Thì đầu tiên thì có một Mạnh Thường Quân giấu tên là gửi cho ông bà là 200.000. Anh Phạm Quốc Khải là 200.000. Anh Phạm Văn Vũ 100.000. ủng hộ gia đình anh Long là 100.000. Anh Lê Văn Bắc là 100.000. Chị Trúc Linh ở Singapore hỗ trợ gia đình mình là 2.000.000. Thì tổng số tiền mà con nhận được là 2.700.000. Bây giờ thì em cũng xin phép với Mạnh Thường Quân là gửi số tiền này đến ông bà luôn. Để bà nhận giúp con ha. Cảm ơn nhiều. 2.000.000 mấy Quân Huy đếm lại cho bà. 2.700.000. 1.000.000, 2.000.000, 2.500.000, 2.700.000. 2.700.000 nè ba. Qua video thì em cũng cảm ơn nha.
số tiền này ngoại giữ cho dạ, kỹ nha. Dạ, ngoại giữ cho kỹ. Cái chuyện mất nha bà. Biết là số tiền không lớn nhưng đây là cả một tấm lòng của nhà học tâm. Quý vị biết không? Tại sao quý vậy nói là mặn cũng bà, mấy năm trời bà nha. Bà có lời nào gửi đến bà con không? Cũng như là mình luôn giúp đỡ mình không bà? Thì cho nhiêu cho chứ tôi đâu có dám mà có kêu nài gì. Dạ. Thì qua video thì con cũng xin gửi một cái lời cảm ơn đến Hùng Quân đã có một tấm lòng hảo tâm. Thì nói chung là sau khi anh em đăng tải lên thì cũng rất là mong, rất là mong quý khán giả cũng như là mình Hùng Quân là giúp đỡ cho ông bà thật là nhiều luôn, để cho ông bà khỏi đi hái rau nữa. Đúng rồi. Để mốt bà ở nhà. Bà ở nhà thôi chứ tuổi này nó không nhà khỏi hái rau ha. Dạ. Thì qua video thì đi dọc đường là gặp mấy chú mua hết ha. Dạ. Rất hy vọng là khi mà đăng tải tiếp tục những cái đoạn video này lên thì lại tiếp tục nhận được sự kết nối từ nhà hảo tâm. Bà biết sao không mà con hồi nãy trước khi mà con dành tình thương từ nhà hảo tâm á, cũng như là mạnh thường quân đến gia đình đó bà, thì con nói là con có một chuyện mà hơi buồn buồn một chút xíu. Tức là trong những ngày qua khi mà tụi con đăng tải cái video trên trên mạng xã hội cũng như là trên trang fanpage hoặc là YouTube á, nói chung là bị cản trở một cái một cái luồng thông tin nội bộ từ trong gia đình của mình, làm ảnh hưởng đến việc con kêu gọi rất là nhiều. Đó, đáng lý ra là bà nhận được cái số tiền và nhiều và thật nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà những cái thông tin trong nội bộ của mình tung ra trên cái những cái bài con đăng á làm ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng mà con không có đề cập thẳng đến được nha bà nha. Cũng rất là mong khi mà cái người đó trong nội bộ khi mà xem được cái chương trình này á thì hãy nhìn nhận lại bản thân của mình, làm điều đó có đúng hay chưa. Con chỉ nói như thế thôi bà nha. Rồi con cũng cảm ơn nhiều ha. Chúc bà là chú nói là tôi nghe chứ tôi chưa biết cái người nào nữa. Dạ thôi ngoại đừng có bận tâm nha ngoại nha. Thì con chỉ nói như vậy thôi chứ nhìn thấy bà khổ muốn chết luôn ông bà. Nhìn thấy thương không quý vị, mà nở lòng nào như vậy. Nở lòng nào thì trong khi đó mình nó đang cố gắng để chia sẻ. Nở lòng nào nó quậy như vậy phải không? Dạ. Thôi bà cũng rất là mong quý khán giả cũng như quý Mạnh Thường Quân nghe khi mà thấy được cái lời bình luận đó thì cũng muốn bỏ qua. Chủ yếu là thương ông bà và lại bé thôi. Trong thân thể của tôi dữ lắm mà tại vì hoàn cảnh của tôi giờ tôi nói không được phải không? Dạ. Con cũng không nói thẳng ra được nghe ngoại he. Nói chung con chỉ nói như vậy nhắc khéo thôi. Thì chú thương tôi thì chú nói khéo. Tôi nghe được tôi cũng cảm ơn nhiều. Cái chuyện mà người giúp đỡ không được mà nói tầm bậy bà cũng khó nghe. Quý vị nhìn cái tay của nhìn cái tay của bà nè, quý vị thấy thương không nè. Cái tay nè toàn là dính mũ của rau không nè, quý vị nhìn là biết nè. Cái này là mũ của bông lan nè, hoặc là rau muống nè, đầy hết nè. Quý vị thấy nhìn cái tay bà nè, rồi mà tay mà toàn là sừng sồi không nè, bông ra hết nè. Ông cũng vậy, quý vị thấy anh thương ông không? Ông hút thuốc kìa. Ông này sung sướng mà. Ông này sung sướng nè. Thôi, ông sung sướng là không cực. Ông bà cũng giữ gìn sức khỏe nha. Con gửi lời chúc sức khỏe đến ông bà. Con cũng rất là hy vọng lần sau con quay lại đây á, con gặp ông bà là con tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhà hảo tâm. Để ông bà ở nhà chứ không có đi tuổi này rồi. Không có đi nhà. Nghe lời chú ha. Không có đi hái rau nữa. Bây giờ phải chú ở gần tôi rồi. Tôi bắt luôn ở nhà tôi luôn. Bắt ở gia đình tôi luôn. Bà không được thì con còn đi giúp bà con nữa. Làm con. Dạ. Con làm con nuôi con ruột cũng được. Dạ. Bà thường. Bà giữ gìn ông bà giữ gìn sức khỏe nghe. Hy vọng là sau video này thì khán giả hiểu cũng như là tiếp tục ủng hộ bà cho gia đình mình. Dạ. Một lần nữa thì thay mặt nhà hảo tâm thông qua chương trình của Barina cũng như Huy Food cũng như là em Đinh Thái hoặc em Bí Sở Tộc á, gửi lời cảm ơn đến tất cả nhà hảo tâm đã chia sẻ những tình thương. Biết là cái số tiền đó rất không là lớn, không là bao cả, nhưng mà số tiền đó là tình thương từ nhà hảo tâm gửi đến bà cũng như là ông đây nghe bà nhé. Là bao nhiêu cũng mừng rồi. Cái khởi đầu khi mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình thì tiếp tục những Mạnh Thường Quân khác nhìn vào thấy gia cảnh thật sự khó khăn thì tiếp tục để đồng hành cùng anh em mình để giúp đỡ ông bà nhé. Xin chào tất cả các nhà nha. Và hẹn gặp lại video tiếp theo. Con chào ông bà luôn nha. Ở đây. Con đi ở nữa. Đây hàng chợ. Con đi nữa, con đi nữa. Rồi con chào ông bà nha. Ông bà giữ sức khỏe nha. Bà giữ tiền kỹ vô nha. Có chừng mất tiền. Rồi em chào cả nhà. Như đây là mấy tháng lương của bà đi hái rau đó. Hái rau. Em
ông bà có.